Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ rõ công việc triển khai dự án đang rất chậm, có tư tưởng kéo dài, đùng đỉnh. Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu rà soát lại toàn bộ dự án và chi tiết từng gói thầu, chốt thời gian hoàn thành 70 cây cầu là trong năm 2015, sớm hơn kế hoạch ban đầu 3 năm. Đối với các cục vụ trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, phải tạo thuận lợi nhất để triển khai dự án xây dựng cầu yếu, các giải pháp thi công cần phải tiết kiệm nhất. Nếu các trụ cầu còn sử dụng được thì phải tận dụng, tiết kiệm chi phí để xây dựng những cây cầu yếu khác cho dân, bởi hiện nay còn hàng nghìn cây cầu đang cần vốn xây dựng mà chưa có kinh phí. Dự án nâng cấp thay thế 70 cầu yếu trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn 25 tỉnh thành có tổng mức đầu tư là 8.254 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản.